chào các bạn nha. Giờ các bạn ra đi cùng rửa chai rửa ốc với mình nha. Đây nè, bà bắt được một mớ chai mớ ốc rồi các bạn. Đó. Đây là ốc nhỏ này, còn đây là ốc to này các bạn này. Đấy, giờ mình sẽ ngồi mình rửa nha các bạn nha. Mình rửa ốc nha. Để nếu mà rửa ốc này. Đây, rửa cái ốc nhỏ trước đây các bạn nha. Đấy. Đây, mình đang ngồi để mình rửa ốc này các bạn nhé. Rửa ốc, rửa ốc. Đó, mình sẽ nhặt nó ra này các bạn nhé. Bây giờ là mình chắc nước nó gì nha các bạn nhé. Các bạn sẽ tận đây công việc của mình này. Đấy, mình sẽ chắc nước nó đi để mình rửa lại nha các bạn nhé. Lặn nó các bạn. Đấy, mình lặn cái ốc con nhỏ trước nha. Tí nữa mình sẽ lặn cái ốc to sau các bạn nhé. Mình đang múc nước nha các bạn nhé. Mình múc nước để rửa ốc. Múc nước để các bạn nha. Múc nước để mình rửa ốc nha các bạn. Rửa cả hai nha các bạn nhé. Rửa để cho nó sạch một tí nữa mình rửa xong rồi mình sẽ mình bỏ vào đây các bạn này. Đấy, mình rửa cho nó sạch nhá. Mình rửa sạch xong tí nữa mình sẽ lặt ốc to ra ốc to, ốc nhỏ ra ốc nhỏ nhá các bạn nhá. Mà được thêm lấy 10 dăm con nữa mà nấu cháo thằng thố thì ngon lắm này. Đó. Đúng chai đồng. Nấu cháo thằng thối rất là tuyệt vời các bạn. Đó. Mình đang rửa đi nhé. Mình rửa tí là ra mình nhặt là con to ra con to, con nhỏ ra con nhỏ nha các bạn nha. Nó sạch sẽ được các bạn. Mình cho việc rửa ốc của mình chuẩn bị xong. Tí nữa là mình sẽ thân ốc của các bạn nhé. Bao giờ là mình phải vào để mình đi tắm cơm, mình nấu cơm để chiều này, tắm đi cho điện cho nó khỏe, cho cơm nó nhảy cho nó ngon các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhé, mình đang rửa ốc, đang được rửa ốc của mình chuẩn bị kết thúc nhé.
ra và đi cắm cơm buổi chiều tí nữa mình ra mình nhặt ốc rồi ốc chay ra chay. Có cả con hến này rất chi là ngon, cái hến đi này luộc độc ngầu rồi các bạn, ngon lắm. Tôi đến đây kết thúc nhé, kết thúc chào các bạn nhé.